học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch Covid-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với hai môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có hai tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2, đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thainhuyentv.vn trên Fanpage, truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và học Thái Nguyên và truyền hình Thái Nguyên TNTV giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên truyền hình Thái Nguyên thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi. Hello everyone. Warmly welcome to our lesson. Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui được trở lại với các em trong chương trình hướng dẫn ôn tập tiếng Anh lớp 9. Trong giờ học hôm trước, các em đã được học một số cấu trúc cơ bản cho dạng bài tập biến đổi câu. Vậy để giúp các em nhớ lại một số cấu trúc đó, cô trò mình sẽ cùng nhau chữa bài tập về nhà mà thầy giáo đã giao cho các em ở buổi học hôm trước. Xin mời các em mở vở và so sánh đáp án. Ở bài tập hôm trước chúng ta có 5 câu. Number one, when did Celia school? The first word is how long? Number two, I have never seen a better movie than that. The first word is that. Number three, we like books, especially English books. The first word is we are. Number four, they did the test in 45 minutes. The first word is it. Number five, she last that was at her sister's wedding. The first word is she hasn't. Vậy chúng ta sẽ vận dụng các cấu trúc mà chúng ta đã học ở buổi học hôm trước để biến đổi những câu này. Cô có câu số một, chúng ta bắt đầu bằng từ how long, chúng ta vận dụng cấu trúc when đất cộng chủ ngữ cộng động từ bằng với cấu trúc how long is hoặc là how long has it been cộng với lại sin và cộng với lại một mệnh đề ở quá khứ đơn. Vậy, câu số 1 ta có How long he is, hoặc How long has it been since she left school? Ở đây, chúng ta có động từ leave chuyển thành lẹo. Câu số 2, chúng ta cùng nhớ lại cấu trúc. Hiện tại hoàn thành cộng với lại so sánh hơn thì sẽ bằng so sánh hơn nhất cộng với hiện tại hoàn thành. Vậy, Câu số 2 cô có That's the best movie I have ever seen Vậy tôi chưa từng xem một bộ phim hay hơn bộ phim này Thì bằng với câu là đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem Câu số 3 We like books Vậy từ like ở đây bằng với be fond of hoặc là be interested in Vậy cô có We are interested in hoặc we are fond of books, especially English books. Câu số 4. They did the test in 45 minutes. Chúng tôi đã làm bài kiểm tra trong vòng 45 phút. Chúng ta có cấu trúc take somebody a amount of time to do something. Vậy, ở đây chúng ta có thể viết lại câu như sau. It took them 45 minutes to do the test. Họ mất 45 phút để làm bài kiểm tra. Và câu cuối cùng, She last wore that dress at her sister's wedding. Ở đây, chúng ta vận dụng cấu trúc biến đổi từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành. Khi mà câu có last, chúng ta sẽ chuyển thành phủ định của hiện tại hoàn thành. Và có at thì chúng ta sẽ chuyển thành sin. Vậy chúng ta có câu như sau. She hasn't worn that dress since her sister's wedding. Như vậy, chúng ta đã vừa chữa xong bài tập về nhà của buổi học hôm trước. Xin mời các em cùng so sánh với đáp án của mình. các em ạ, à, ngôn ngữ của chúng ta rất là phong phú. Người Việt thì thường dùng lối nói chủ động, trong khi người Anh thì thường có xu hướng sử dụng nhiều hơn những câu bị động. Vậy, câu bị động là gì và chúng ta dùng câu bị động trong những trường hợp nào? Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm của câu bị động. Câu bị động là câu mà trong đó chủ từ không tạo ra hành động mà bị tác động bởi hành động. Xin mời các em cùng theo dõi các ví dụ sau cô có ví dụ đầu tiên The plants are watered by my mother every morning những cái cây này được tưới bởi mẹ của tôi vào mỗi sáng vậy ở đây những cái cây này chịu tác động của hành động tưới bởi mẹ đây là một câu bị động The living room is cleaned every day vậy ở đây phòng khách chịu tác động của hành động dọn dẹp cô có ví dụ tiếp theo That's how was choice by the fire ở đây ngôi nhà bị tác động bởi hỏa hoạn. Vậy khi nào thì chúng ta dùng câu bị động? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần số 2, cách dùng câu bị động. Cách dùng thứ nhất, câu bị động được dùng khi bạn muốn nhấn mạnh vào hành động ở trong câu. Cô có ví dụ sau. My daughter was bitten by a dog. Ở đây cô muốn nhấn mạnh hành động là con gái của tôi bị cắn bởi một con chó. Cách dùng thứ hai, chúng ta dùng câu bị động khi chủ thể gây ra hành động trong câu không rõ ràng hoặc là không muốn đề cập tới. Cô có ví dụ sau. My credit card has been stolen. Cái thẻ của tôi đã bị đánh cắp, nhưng ở đây không muốn đề cập tới là ai là người đã đánh cắp chiếc thẻ. Cách dùng thứ ba, câu bị động được dùng khi ta muốn tỏ ra lịch sự hơn trong một số tình huống, cô có ví dụ. A mistake was Ở đây họ chỉ muốn nói là có một lỗi xảy ra chứ không muốn đề cập tới là ai đã làm ra lỗi này. Như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cách dùng của câu bị động. Vậy làm thế nào để chuyển một câu từ câu chủ động sang câu bị động? Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai đó chính là cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Chúng ta có dạng chung của câu chủ động là chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ và câu bị động sẽ có dạng chủ ngữ cộng động từ to be cộng với lại quá khứ phân từ cộng by và cộng với tân ngữ vậy làm thế nào để chuyển từ câu chủ động thành câu bị động ta thực hiện các bước sau thứ nhất chúng ta xác định chủ ngữ động từ và tân ngữ bước thứ hai chúng ta sẽ chuyển chủ ngữ và tân ngữ theo cách sau lấy tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động lấy chủ ngữ của câu chủ động chuyển thành tân ngữ của câu bị động bước thứ ba chúng ta chia động từ bị động như các em đã thấy, động từ ở bị động thì có dạng chung là động từ to be cộng với lại quá khứ phân từ. Khi chia động từ to be, chúng ta sẽ chia phù hợp với lại chủ ngữ của câu bị động và phù hợp với lại thì của câu chủ động và động từ chúng ta chuyển về quá khứ phân từ. Xin mời các em cùng theo dõi ví dụ sau. Mr. Tony teaches this class. Ở đây cô có Mr. Tony, đây là chủ ngữ và động từ teaches, tân ngữ là this class. Vậy câu này sẽ được biến đổi như sau. Chúng ta lấy tân ngữ của câu chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động, cô có this class và động từ to be chúng ta chia ở số ít tương ứng với thì của câu chủ động là thì hiện tại đơn. Tiếp theo, từ teaches chúng ta sẽ chuyển về quá khứ phân từ là taught. Và chủ ngữ của câu chủ động là Mr. Tony Chúng ta chuyển thành tân ngữ của câu bị động Vậy chúng ta có câu This class is taught by Mr. Tony Như vậy chúng ta đã vừa học cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động Khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động Chúng ta cần lưu ý Thứ nhất, đối với câu bị động có hai tân ngữ Khi muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào Ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ của câu bị động Cô có ví dụ sau My mother gave me a cake. ở đây ta có My mother là chủ ngữ, gave là động từ và tân ngữ một là me tân ngữ hai là a cake. khi chuyển thành câu bị động cô có thể viết thành hai câu câu thứ nhất khi cô muốn đặt tân ngữ me lên làm chủ ngữ của câu bị động cô có I was given a cake by my mother. Và tiếp theo, nếu chúng ta muốn lấy tân ngữ 2 là a cake, thì cô sẽ có câu sau. A cake was given to me by my mother. Vậy các em hãy lưu ý, trong một số trường hợp chúng ta sẽ phải thêm to hoặc là for vào trước tân ngữ. Đối với các động từ như give, send, bring, write, chúng ta dùng to trước tân ngữ. Hoặc đối với các từ như buy, make, get chúng ta dùng for trước tân ngữ. Cô có các ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên, this book was bought me by my sister. Ví dụ số 2 cô có, these letters were sent me yesterday. Ví dụ số 3 cô có, a sandwich is made me by my mother every morning. Vậy ở đây, Chúng ta sẽ lựa chọn dùng tu hay dùng for sao cho hợp lý với tân ngữ. Xin mời các em cùng suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cô có câu số 1. This book was bought. Và giới từ hợp lý ở đây là từ for. Vậy cô có this book was bought for me by my sister. Câu số 2. Chúng ta nhìn thấy động từ là từ send. Bởi vậy chúng ta phải dùng giới từ to trước tân ngữ me Vậy cô có The letters were sent to me yesterday. Câu số 3, chúng ta có động từ made và chúng ta sẽ phải dùng giới từ for. Câu số 3 cô có A sandwich is made for me by my mother every morning. Tiếp theo cô có chú ý thứ hai Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là they, people, everyone, someone thì chúng ta có thể bỏ đi trong câu bị động. Cô có ví dụ sau. People speak English all over the world. Vậy chúng ta thấy chủ ngữ của câu chủ động ở đây là people. Vậy chúng ta có thể bỏ từ people đi ở trong câu bị động. Câu bị động chúng ta có thể viết như sau. English is spoken all over the world. Tiếp theo chúng ta có chú ý thứ ba. Khi chủ ngữ trong câu chủ động là phủ định, ví dụ như là no one, nobody, none of, thì khi chuyển sang câu bị động, chúng ta chia động từ ở dạng phủ định. Cô có ví dụ sau. Nobody has visited this museum since 2005. Ở đây chúng ta thấy chủ ngữ trong câu chủ động là nobody. Bởi vậy, khi chúng ta chuyển sang câu bị động thì chúng ta phải chuyển thành phủ định. Cô có câu sau. This museum has been visited since 2005. Chúng ta thấy has ở câu chủ động sẽ chuyển thành hasn't trong câu bị động. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí của trạng ngữ chỉ thời gian và địa điểm ở trong câu bị động. Cô có ví dụ sau. The flower are watered by my mother every morning. Vậy ở đây chúng ta thấy every morning là một trạng ngữ chỉ thời gian, nó đứng sau by my mother, tức đứng sau by cộng với tân ngữ. Vậy cô có công thức như sau chủ ngữ cộng to be cộng quá khứ phân từ cộng by cộng tân ngữ và cộng với lại trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy với trạng ngữ chỉ nơi trốn thì sẽ như thế nào? Xin mời các em cùng theo dõi ví dụ. Cô có the tree was planted behind my house by my father. Chúng ta có behind my house là một trạng ngữ chỉ địa điểm nó được đứng trước by my father. Vậy chúng ta có công thức chung chủ ngữ cộng to be cộng quá khứ phân từ cộng với trạng ngữ chỉ địa điểm cộng by và cộng tân ngữ. Nếu như trong câu vừa có trạng ngữ chỉ thời gian vừa có trạng ngữ chỉ địa điểm thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Xin mời các em nhìn công thức. Cô có chủ ngữ cộng to be cộng quá khứ phân từ cộng với trạng ngữ chỉ địa điểm cộng by cộng tân ngữ và cộng với trạng ngữ chỉ thời gian. Cô có ví dụ sau. This house was built in Hà Nội by Mr. Huy in 2000. Ở đây, in Hà Nội là một trạng ngữ chỉ địa điểm. Nó được đứng trước by cộng tân ngữ. Còn in 2000 là một trạng ngữ chỉ thời gian. sẽ đứng sau by cộng tân ngữ. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về bị động. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tiếp theo là bị động với thì hiện tại đơn. Cô có công thức như sau. Đối với thì hiện tại đơn, cô có chủ ngữ cộng I, e, A, M cộng với quá khứ phân tử. Đối với những động từ có quy tắc, chúng ta thêm ED. còn những động từ bất quy tắc, chúng ta chuyển về quá khứ phân tử. Xin mời các em làm cho cô bài tập sau. Change the following sentence into passive form. The first sentence, Vietnam exports millions of tons of rice every year. The second, the cat pulled the pan into the sink. Đối với dạng bài tập này, chúng ta cần xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang câu bị động. Vậy với câu số 1 ta có chủ ngữ là Việt Nam export là một động từ và tân ngữ là millions of tons of rice. Và cuối cùng every year là một trạng ngữ chỉ thời gian Vậy câu này sẽ được chuyển như sau. Millions of tons of rice are exported by Vietnam every year. Hàng triệu tấn gạo được xuất khẩu về Việt Nam mỗi năm. Câu số 2 cô có. The cast là chủ ngữ. Động từ ở đây là từ poor. Và tân ngữ là the pan. Ở đây chúng ta có một trạng ngữ. Đó chính là trạng ngữ chỉ nơi trốn. Vậy trạng ngữ chỉ nơi trốn sẽ đứng trước bài cộng tân ngữ. Chúng ta sẽ chuyển câu này như sau. The pen is into the sink by the cat. Trạng ngữ into the sink sẽ được đặt trước by the cat. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang bị động với thì hiện tại tiếp diễn. Cô có công thức sau. Chủ ngữ cộng I, e A, M cộng Being cộng với quá khứ phân tử. Các em sẽ làm cho cô bài tập sau. Change the following sentences into passive form. Number one, Peter is writing a letter to his friend now. Number two, someone is repairing my car at the moment. Các em hãy cùng suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Đối với câu số 1, cô có Peter là chủ ngữ và Động từ ở đây là động từ writing. Tân ngữ là thứ Alester. Cô có thể viết như sau. Alester e being written to his friend by Peter. Tiếp theo câu số 2, cô có chủ ngữ là someone. Như chúng ta đã biết, someone cô có thể lược bỏ đi trong câu bị động. Vậy câu này sẽ được viết như sau. My car e being repaired at the moment. Chiếc xe của tôi đang được sửa ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang phần bị động của hiện tại hoàn thành. Cô có công thức. Chủ ngữ cộng have hoặc has cộng been cộng với quá khứ phân từ. Ở buổi học trước, chúng ta đã được học các dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành, đó là những từ như là never, ever, already và just. Vậy những từ này sẽ đứng ở vị trí như thế nào ở trong câu bị động? Have, has cộng với lại never hoặc ever hoặc already hoặc just cộng bin và cộng với quá khứ phân từ. Tức là nó sẽ đứng giữa have, has và bin. Bây giờ các em sẽ chuyển những câu sau sang câu bị động. Ở câu số 1 ta có chủ ngữ là my sister, động từ là has just bought. Và tân ngữ là two new dresses. Ở đây, at the supermarket là một trạng ngữ chỉ địa điểm. Vậy câu này sẽ được viết như sau. Two new dresses has just been bought at the supermarket by my sister. Tiếp theo câu số 2 cô có. house the earthquake destroyed many buildings? Đây là một câu nghi vấn. Đối với câu nghi vấn, chúng ta phải đảo have or has lên trước chủ ngữ. Vậy câu này cô có như sau. Have many buildings been destroyed by the earthquake? Có rất nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy bởi trận động đất, có phải không? Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong bị động của hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Xin mời các em cùng chú ý lên bảng và ghi chép lại công thức. Vậy để giúp các em ghi nhớ về một số kiến thức cơ bản của bị động, xin mời các em sẽ cùng làm bài tập sau. Exercise 1. Give correct form of the verb in the brackets. Number 1. Everything just prepare for our trip. Number 2. Look, Nam and Ba paint the house. Number 3. The children give present by Santa Claus on Christmas Eve. Number four, the report tied by Mary now. Number five, the mailman deliver parcel every Monday. Đối với dạng bài tập này, chúng ta cần phải xác định đâu là câu chủ động và đâu là câu bị động. Và chúng ta sẽ chia động từ sao cho phù hợp với thì. Cô có câu số 1, chủ ngữ là everything. Chúng ta thấy ở đây có từ just yes là một từ nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Cô có câu này như sau. Everything has just been prepared for our trip. Mọi thứ đã được chuẩn bị cho chuyến đi của chúng tôi. Tiếp theo câu số 2 ta có lúc làm từ nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Chủ ngữ là nam và ba tạo ra hành động là sơn ngôi nhà. Vậy đây là một câu chủ động. Câu số 2 ta có Nam and Ba are painting the house. Câu số 3 cô có những đứa trẻ được nhận quà từ ông già Noel vào những dịp Giáng sinh. Đây là một câu bị động. The children are given presents by Santa Claus on Christmas Eve. Câu số 4 cô có nào là một từ nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Vậy câu này như sau. The report is being typed by Mary now. Bài báo cáo đang được đánh máy bởi bạn Mary bây giờ. Và câu cuối cùng, người đưa thư chuyển những cái biêu phẩm này vào thứ hai hàng tuần. Vậy, người đưa thư là chủ thể tạo ra hành động, nên câu số 5 sẽ là một câu chủ động. Cô có như sau. The mailman delivers parcel every Monday. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Change the following sentences into passive form. There are five sentences in this exercise. The first, people play football all over the world. Number two, nobody had used this room for ages. Number three, they are building a new hotel near my house. Number four, the tailor has just made. a new suit for me. Number five, the student always cleans the classroom in the morning. Sau đây các em sẽ cùng chuyển những câu này sang câu bị động. Ở câu số 1 chúng ta có people là chủ ngữ, play là một động từ và football ở đây là một tân ngữ. Tuy nhiên chủ ngữ ở câu số 1 là people, bởi vậy chúng ta có thể bỏ đi trong câu bị động. Chúng ta có football is played all over the world. Ở câu số 2 chúng ta có chủ ngữ là nobody, động từ là has yield và tân ngữ là this room. Khi chủ ngữ là nobody thì câu bị động chúng ta phải chuyển về dạng phủ định. Cô có như sau. This room has been used for us. Tiếp theo câu số 3. Cô có chủ ngữ là dây, Động từ là a building. Tân ngữ ở đây là a new hotel. Và near my house là một trạng ngữ chỉ địa điểm. Chủ ngữ là dây nên chúng ta có thể lược bỏ đi trong câu bị động. Bởi vậy chúng ta sẽ chuyển như sau. A new hotel is e being built near my house. Câu số 4 có có The Taylor là chủ ngữ Have just met là một động từ Và a new suit đây là một tân ngữ. Câu này ở thì hiện tại hoàn thành. Vậy cô sẽ chuyển như sau. ơn như has just been made for me by the tailor. Ở đây chúng ta có trạng từ just. Yes. Vậy khi chúng ta chuyển sang câu bị động, chúng ta phải đặt giữa has been. Câu cuối cùng, the student always clean the classroom in the morning. Những bạn học sinh thì thường dọn dẹp lớp học vào buổi sáng. Vậy, chủ ngữ ở trong câu là the students, động từ là clean và tân ngữ là the classroom. Cô có câu bị động như sau. The classroom is always cleaned in the morning by the student. Lớp học được dọn dẹp bởi những bạn học sinh vào buổi sáng. Ở đây cô có In the morning là một trạng ngữ chỉ thời gian nên nó sẽ đứng trước by cộng với tân ngữ. Các em lưu ý, ở trong câu còn có một trạng từ always, đây là một trạng từ chỉ tần suất. Bởi vậy, khi chuyển sang câu bị động, chúng ta sẽ đặt trạng từ chỉ tần suất trước quá khứ phân tử. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về câu bị động như khái niệm, cách dùng, Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động. Một số chú ý khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động và chúng ta đã làm một số bài tập luyện tập. Bây giờ cô có một bài tập về nhà cho các em. Xin mời các em cùng mở vở và ghi chép bài tập về nhà. Homework. Change the following sentences into passive form. Number one. Hoa doesn't read a story book after dinner. Number two. Airplanes are carrying food to the prison now. Number three, somebody calls the president every morning. Number four, my father usually drinks a cup of tea in the morning. Number five, we believe the boys to become better. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về câu bị động. Các em sẽ làm bài tập ở nhà nhé. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học giờ sau. Goodbye and see you again. Dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch Covid-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với hai môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có hai tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thái nguyên tv.vn, trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên truyền hình Thái Nguyên thiết thực hiệu quả góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi.